shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Gen TV các bạn ơi. Thì clip hôm nay mình sẽ sử dụng một con đào gọi là có xe cao đốt nhá. Con xe dài mà, một xe dài khá là khủng luôn. Khủng khủng nồi mà, siêu khủng khủng nồi luôn. Đây mời, nó một xe cao đốt đây mời, thì khá là phê không? Một xe cao đốt em ạ. 4 món là 6 sao, 1 món 7 sao em ơi. Con này 7 sao mà, đấy khá là phê luôn. Con để đem một set đồ khá là nồi mà, đây. Một set sức đánh 4 sao ạ, một set sức đánh 6 sao ạ, có 4 món là 6 sao thôi, còn một món là 5 sao ạ, găng này 5 sao nhá. Có ít 2 thỏ Buma ạ, ít 2 thỏ Buma thì tăng cũng đúng sức đánh rồi. Khá là khủng, mẫn này khá là khủng luôn. Tất cả là rất cấp 3 ạ, đây mình tháo ra thì sức đánh nó sương sương nó là 471k, 474k anh em ơi. Chúng là khá là phê luôn, đấm quái sưng mắt luôn ạ. Đây, trong dương đồ thì cũng chả có gì mấy ạ. Có một xe cái này có đúng một xe cao đốt này. Ôi này úp được đúng đồ cao đốt em ạ. Một món này, hai món này, úi giời ơi. Đây được úp được 7 món cao đốt cả căng nhỉ. Ok thì bây giờ bọn mình sẽ đi dương một cho em xem nhá. Sức mạnh của con là đi dương 11 như nào nhá. Chắc mình đi ăn khá nhanh, tốc độ ánh sáng luôn em ạ. Ok thì bây giờ mình sẽ đi dương một cho em xem này. Đi dương 11 nhá. Ok mình sẽ vào chiến này. Rồi bạn. Ok mình sẽ lên vào đại hội võ thuật này. Thi đấu luôn. Ok bây mình sẽ vào đợt môn này khác gọi ăn item đâu ạ. Với môn này thì cùi không gọi ăn item đâu. Và cùi mà con hoạt quy này thì mình cho một đấm sưng hít mắt lên luôn. Cùng độ thức ăn này, giáp sên này, bổ huyết này, ok đủ để đủ sức mạnh rồi. Ok, chết. Chạ một hit. Tiếp theo ở dơ bạn, vòng thứ hai là anh ở dơ. Ok bên mình căn là bây giờ là 10:38 mình sẽ căn khoảng thời gian nào đi xem cái dương 11 nhá. Đây 10:38 bạn mình căn sẽ 30 phút nhá. Này ở dơ cũng một đấm sung mắt luôn, sung mắt vào chúng tôi ở dơ hi chân dần đây bắn trong. Ok mình làm chân dần này bắn Shibato ạ, chân dần súng bắn Shibato. Đây cái dương thứ ba Shibato ở dương 3 nhá. Một cam mẹ, ok bắt đầu. Một cam mẹ, chà 900k máu, khá là gắt luôn. Tiếp theo là anh Chapa dương 4 em ạ. Nhanh nào, vội quá rồi em ơi. Chắc ăn tốc độ ánh sáng em ơi. Cái này quá khủng rồi. Chắc mình nghĩ là cái này quá khủng luôn đấy. Cái này mình nghĩ sương sương phải từ khoảng 10 triệu trở lên đấy. Nhưng mà nếu mà có người mua ấy, mình nghĩ là 10 triệu trở lên đấy. Không phải đùa đâu. Ok tiếp theo là anh Poput dương từ dương 5. Anh Pampur ơi, em đấm anh một hit này. Cầm bận đấm một phát là save goodbye lại mà. Save goodbye lại. Một đấm luôn. Ok mà anh xem vào lúc mình nhấn like mình nhá. Anh sẽ toàn xem chùa các bạn, mình khá là buồn cái kênh mình khá mất tương tác rồi các bạn. Anh xem like cho mình nhá. Cứ xem chùa là xấu lắm nha. Anh thiệt bỏ một số lần like bởi vì là miễn phí mà em ơi. Để lần like nó kiểu xuống ủng hộ mình. Anh càng xem chùa là mình khá là thất vọng với các anh em. Ô, con này mình để cái mẹ con này nó mạnh đấy. Con này Chasu. Đúng đâu, mình đang phép em ạ. Ô, cái bước chói ạ. Ô, một cái mẹ chết luôn. Nhờn. Ô, thế là 77, tàu 77 em ạ. Tàu 77 này. Ok một đấm hai đấm hai hit em ạ. Tức là anh Javacha anh chắc ba đấm á,
anh này thì ba đấm, anh tôi bởi hai đấm, anh này ba đấm mất. Ok, cho bạn mình ăn item cho nhanh các bạn, item cho nó màu, thế cho nó màu. Tự ăn này, ăn hết lên cho đẹp trai. Ok, sức đánh của mình bây giờ là 407k. Cha cha. Ô chết rồi, anh rách cái chút mà anh dừng 8. Ok, chắc mình nghĩ mình đi dưới mất khoảng 5 phút rồi bạn, 5 phút là xong ấy. Mình nghĩ như vậy, bây giờ được 3 phút rồi. Thì 5 phút là khi hơn là khi 5 7 phút rồi đấy em ạ. Thật là 7 phút. Chà chà, chà chà, ui la. Xíu hụt, xíu hụt, xíu hụt. Ủa đấm cho, xuống mắt rồi mà đấm cho 2 triệu một hit, chưa có khỉ nhé mà, có khỉ mình 4 triệu một hit mất. Quá là phê mà, đây này quá là phê. Ở thế là anh thật sự khác mình dùng mà, mình dùng khiêng và khỉ em ạ, thì mới ăn được ông này. Xem ta đây, anh quên biến khỉ. Khỉ bầy này, tóc trắng này. Ok, biến khỉ đấy em ơi, ok. Đấm đi, đấm tôi đi. Đấm đi, đấm đi. Đấm vô đi. Cái này nó, choáng thì không có chữ mà. Nên mình nó không choáng mình thì mình đấm cho xuống mắt luôn. Này thì đâu có con thật, nếu chưa thật em ạ, không nó phân tâm xíu lại bị chóa em ơi, buồn quá em ơi. Có cho 51 giây à, ông khoan nó dự dựng xuống đài mình thua lại ship bị bắt lừa em ạ. 5 triệu bảo một phát, 5 triệu 7 bảo một phát em ạ, khá là phê. Uf, đấm cho không chịu phát lạ sức mạnh này. Ồ, thế là anh sẽ chưa em ạ. Ui trời, ông này thì lại mấy đấm rồi. Ông lưu lưu, đây ông lưu lưu mình quên. Đây ông lưu lưu nha anh em, mình sorry anh em nha, mình không để ý tên. Sao anh lưu lưu, anh lưu lưu, lưu 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 lưu. Đi có anh em ạ, sức lại có khủng khiếp của con tên này luôn. Ui chà. Đấm cho không chịu phát lại mà đấm này sao mà chịu được. Solo chai nó không được khiên luôn nha. Nó vỡ mặt luôn. Em đấm phê em ơi, 5.8 một hit nhau, căng vãi lồi luôn. Ơi mình đang ấn chụp cái hình mà. Trời ơi, bị lag. Lan lag bạn, lật xứng rồi, lan lag em ơi, mình đang bị lag, lỗi game. Lỗi game. Ok, đấm cho này. Đúng là bị lag game nhưng không đấm cho sấp mặt luôn. Này là nhờ chúng tôi rồi. Sao anh ơi, khá là nhanh thôi, ăn có lẽ easy mà. Ồ, mình nghĩ chắc khoảng mất 7 phút thôi, 25 phút rồi đấy em ạ, cho qua mình bị lag một xíu nhá. Mình nghĩ mất khoảng 7-8 phút, 5-7 phút thôi em ơi, khá là nhanh em ạ. Nhận thưởng nào, ok, bây giờ mình sẽ mở cho anh xem mình nhận bao nhiêu vài hồng 7 phút nhá. Ok, mình xem mà mình được bao nhiêu vàng nha em ơi. Rồi mình thử 38 đến 44 là 6 phút bạn, 6 phút nào, mất 6 phút đi cái sơ 11 khá nhanh em ơi. Ok, mình xài sơ 1, mình mở anh xem này. Ok, ui hãy chờ ngày mai mình mở đấy em ạ, mình quên. Ok, thì cái video đấy nhá, anh em thấy hay hãy để quý mình nhớ để lại một like, một đăng ký cho mình nhá, cả các bạn rất là nhiều luôn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.